Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết yêu cầu của bài tập là kiểm tra một cái số nguyên dương n người dùng nhập vào có toàn là chữ số chẵn hoặc là lẻ hay không. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cái trường hợp là toàn là số chẵn hay không trước. Rồi số lẻ thì các bạn chỉ đổi cái phép so sánh thôi. Vậy các bạn thấy là ví dụ mình nhập một cái dãy số là toàn là chữ số chẵn đây, ví dụ là 28846 thì các bạn sẽ in ra được là số đó có toàn là chữ số chẵn hay không là một cái câu hỏi, và chúng ta sẽ trả lời đây là đúng. Như vậy mình lưu ý với các bạn như thế này, tùy vào cái đề bài ở cái phần yêu cầu mà chúng ta có cái cách làm khác nhau. Ví dụ ở đây nè, người ta yêu cầu là phải thực hiện đúng y như vậy, có nghĩa là cái số người ta nhập. Rồi cái câu là có toàn chữ số chẵn hay không là một cái câu hỏi, và cái chữ đúng hay sai là do chúng ta điền vào đó. Còn thí dụ như bài tập yêu cầu là in ra cái số này và kết luận là toàn là chữ số chẵn, không có một câu hỏi, thì nó lại là một cái khác, các bạn lưu ý nha. Còn ở cái bài tập này, ví dụ mình yêu cầu là phải in ra cái số này rồi một cái câu hỏi, và nhiệm vụ của chúng ta trả lời chữ đúng hay sai. Nếu như nó có một cái chữ số lẻ ở đây thì các bạn sẽ trả lời là sai đó. Hình thử khi làm bài tập hay khi đi thi, các bạn phải xem kỹ cái yêu cầu của cái dữ liệu người ta cần in ra cái gì, các bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu như không đúng định dạng thì dù các bạn có làm đúng thì bài tập đó vẫn không được chấm điểm, các bạn lưu ý nha. Vậy đối với cái dạng đó, yêu cầu này, thì chúng ta sẽ có cái cách làm là chúng ta sẽ kết hợp câu while và các câu if đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bản demo đây. 28846 toàn chữ số chẵn không, thì chúng ta sẽ kết luận là đúng. Rồi vậy chúng ta sẽ nói sơ qua về câu lệnh while if kết hợp. While if kết hợp chúng ta đã làm rất là nhiều bài tập rồi, mình chỉ nói sơ qua về phần lý thuyết rồi sau đó mình sẽ vào cái code cho các bạn xem. Ví dụ chúng ta cần in ra các số chẵn từ 5 đến 1 thì ở đây nếu như n lớn không, 5 đầu tiên n chúng ta gán bằng 5 thì 5 lớn không đúng, thì các bạn có câu if tiếp sau của câu while là 5 mà mod cho 2 có bằng không không, không bằng không, cho nên cái phần sau if không thực hiện. Mà phần sau if không thực hiện thì các bạn nhớ giùm mình là các bạn phải để cái while ở đây, xin lỗi các bạn phải để cái else ở chỗ này nha. Các bạn mà không để else ở chỗ này thì cái câu while nó sẽ bị lặp vô tận. Tại sao mình lại nói như vậy? Nếu như các bạn chỗ này các bạn không else n trừ trừ á, thì nó sẽ giá trị n nó vẫn là 5, nó sẽ chạy hoài, tại vì nó không rơi vào cái chỗ này được nè các bạn. Nó cho nên các bạn phải có cái else là n trừ trừ để chi à? Ở đây n mình gắn 5. 5 mod 2 không có bằng 0 là số lẻ mà, cho nên nó sẽ rơi vào cái else này, nó sẽ giảm cái n xuống là 4. 4 để nó rơi vô đây nè, 4 mod 2 bằng 0 nè, đúng nè. Cho nên nó in được số 4. Rồi trong cái phần if cái đúng này chúng ta vẫn có cái n trừ trừ để chi à? Nó giảm cái giá trị n tiếp tục xuống nữa là 3. Tương tự xuống 2 xuống 1. Vậy nó in ra chỗ này được là số 4 và số 2. Các bạn lưu ý nha. Mình nhắc đi nhắc lại, khi xài câu lệnh lặp while thì các bạn nhớ là trong cái phần các câu lệnh phía sau while đó, các bạn phải làm thế nào đó mà tác động đến các điều kiện của while để cho cái while nó sai, cái điều kiện của while sai, chứ nếu như không tác động đến thì câu while sẽ bị lặp vô tận. Đó là cái lưu ý mình nhắc đi nhắc lại các bạn khi chúng ta sử dụng câu lệnh while. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái code của bài tập. Rồi, như hồi nãy mình có nói đó, tùy vào cái yêu cầu bài tập. Yêu cầu bài tập này là chúng ta phải in ra là cái số đó có toàn chữ số chẵn hay không là một cái câu hỏi. Sau đó, nếu nó toàn chữ số chẵn, chúng ta in chữ đúng. Nếu như không, nó có một chữ số lẻ nào đó vô, thì chúng ta in ra chữ sai. Rồi, như vậy các bạn thấy nè, bài tập này mình có hai biến n và biến trước mắt chỉ cần biến n thôi, không cần biến này. Rồi một cái biến kiểm tra kiểu boolean đây, kiểu boolean. Và các bạn lưu ý nha, do cái bài tập này mình đã include cái thư viện bit stdc cộng cộng, cho nên mình không cần phải include cái thư viện bool này vô. Chứ nếu như các bạn
chỗ này mà input cái thư viện IOS stream á, thì chỗ này các bạn phải input thêm cái thư viện bool này vô để các bạn mới có thể xài cái biến KT kiểu bool này được, kiểu boolean này được. Còn khi mà mình đã input cái thư viện bits sẽ cái tdc cộng rồi á, thì các bạn có thể thoải mái các bạn sử dụng ha. Rồi như vậy mình sẽ gán cái biến kiểm tra bằng true trước, nghĩa là bằng đúng luôn. Rồi như vậy đầu tiên vô mình sẽ có cái câu cout sẵn nha, số n đây có toàn chữ số chẵn không, rồi chữ đúng sai mình sẽ giải quyết sau. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào câu while, n khác không không, rồi nếu n khác không đúng nó sẽ vào câu lệnh while. Nó vào câu lệnh while là nếu như n mod 10 rồi mod 2 khác không, nghĩa là chúng ta lấy chỉ số cuối cùng của n đó rồi chúng ta mod cho 2 mà nó khác không, nghĩa là nó là số gì các bạn, số lẻ, thì chúng ta sẽ để cái biến kt bằng false và chúng ta red liền, nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc câu lệnh while liền, không cần lập nữa. Tại vì các bạn thấy là yêu cầu của bài tập là nguyên một dãy chữ số chẵn, mà nếu mà có một chữ số lẻ vô thì ta sẽ red liền, chúng ta kết thúc, chúng ta không có kiểm tra nữa. Rồi sau đó đây là cái chỗ để điều kiện sai nè, là n bằng n chia cho 10 đó. Rồi sau khi thoát câu lệnh while ra, mình tiếp tục có một câu lệnh if nữa, nếu như cái biến kt của mình bằng true thì chúng ta sẽ in ra chữ đúng, mà ngược lại là biến kt là false thì chúng ta sẽ in ra chữ sai. Đấy bây giờ mình sẽ chạy cái trường hợp là 28846 cho các bạn xem ha. Rồi n bằng 28846. Rồi như vậy đầu tiên vô thì biến kt của chúng ta bằng true, rồi mình viết tắt nha. Rồi chúng ta vào lần lặp thứ nhất của câu lệnh while. Là 28846 đương nhiên là khác không, đúng thì chúng ta sẽ làm những cái câu lệnh phía trong hoài. Chúng ta sẽ làm những việc gì? Rồi chúng ta có câu if đây. Vậy các bạn thấy là đầu tiên là n mod 10, như vậy chúng ta sẽ được số gì các bạn? Số 6. Rồi số 6 này các bạn mới mod cho 2 để xác định tính chẵn lẻ của nó. Vậy các bạn thấy nè, 6 mod cho 2 khác không hay không, như vậy chỗ này sai. 6 mod cho 2 bằng 0 chứ không khác không, cho nên chỗ này sai. Sai thì các bạn thấy là không có làm cái chỗ kiểm tra bằng false the red, có nghĩa là nó sẽ không có đổi cái giá trị kiểm tra thành sai và kết thúc câu lệnh, mà nó sẽ làm gì? Nó sẽ thực hiện giảm cái giá trị n xuống. Rồi nó sẽ thực hiện là n bằng n chia cho 10, nghĩa là chúng ta sẽ còn số là 2884. Rồi đó là lần lặp thứ nhất của câu lệnh while, chưa có tới cái câu if ở dưới nha các bạn, vẫn còn câu while nha. Rồi lần lặp thứ hai thì các bạn thấy chúng ta sẽ còn là số 2884. Vậy các bạn thấy là lúc này là 2884 mà các bạn mod cho 10, như vậy là số 4 mod 2 khác không là sai, cho nên không có làm gì hết phần công câu if. Vậy các bạn thấy là giá trị n tiếp tục mất đi số 4 vì chúng ta chia cho 10. Vì sao mất? Vì ở đây các bạn thấy số nguyên chia cho số nguyên thì ra một số nguyên chứ không có ra số thập phần. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta không có ép kiểu, cho nên các bạn thấy 288 n còn là 288. Chúng ta có lần lặp thứ ba. Ở lần lặp thứ ba n là 288, như vậy 288 khác không, đúng vào câu lệnh if thì 288 là mod 10 thì chúng ta được số 8 nè. 8 mod cho 2 khác không, sai, cho nên là không có làm gì trong cái phần if này hết. Như vậy chúng ta thấy là tiếp tục n chúng ta mod n chúng ta chia cho 10 thì n còn 28. Tương tự lần lặp thứ tư thì các bạn thấy là được số nào?
Được số 8, 8 dẫn là, đây mình làm tắt nha, 8 nghĩa là câu if này làm lại nè. Rồi lần lặp thứ tư vẫn là số 8, 8 mod 2 khác không? Rồi sai, cho nên là n tiếp tục còn 2. 2 thì các bạn thấy là vào lần lặp thứ 5. Lần lặp thứ 5, 2 khác không đúng, 2 mod 2 khác không sai, n bằng 0. Rồi, như vậy các bạn thấy lần lặp thứ 6 không có thực hiện được, vì 2 0 khác không là đúng, 0 khác không là đúng cho xin lỗi các bạn, không khác không là sai, cho nên câu lệnh while là câu lệnh while dừng lại, không có thực hiện nữa. Khi câu lệnh while thoát ra thì chúng ta sẽ gặp câu lệnh if ở đây. Nếu KT chúng ta bằng true. Như vậy các bạn thấy là ở trên nè, chúng ta có KT gắn bằng true nè, mà xuống dưới này KT bằng true luôn. Nguyên trong quá trình thực hiện câu while không có tác động gì đến cái giá trị KT được hết, cho nên chúng ta sẽ in ra chữ đúng, nghĩa là toàn bộ các chữ số của số nguyên dương n đều là chẵn hết, cho nên chúng ta in ra được chữ đúng. Đấy. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ nhập một cái số lẻ. Đây, bây giờ mình sẽ nhập một cái số lẻ nha. Rồi mình sẽ chạy nhanh cho các bạn xem để tiết kiệm xem cái thời gian xem video của các bạn. Bây giờ ví dụ ở đây mình sửa lại số 8 này là số 7. Rồi, như vậy mình sẽ chạy nhanh nha. Đầu tiên vô 6 nè, các bạn thấy 6, 6 mod 2 khác không? Đây đúng, 6 mod 2 là khác không là sai, tại vì 6 là số chẵn. Rồi tiếp tục nó sẽ chạy tới số 4, vẫn là 4 mod 2 khác không sai. Tuy nhiên tới số 7, đây tới cái giá trị 7 thì các bạn thấy là 7 mod 2 khác không đúng. Đúng thì cái biến KT sẽ chuyển thành false và chúng ta red liền, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta kết thúc câu lệnh while ở cái lần lặp thứ ba đó liền, và chúng ta vào câu lệnh if phía dưới. Thì khi vào câu lệnh if phía dưới, biến KT không có bằng true, bằng false, cho nên chúng ta in ra sai. Bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem nha. 2 4 4 7 6 8. Thì các bạn thấy nó in ra chữ sai. Đấy. Rồi. Tại vì nó không hoàn, tất cả đều không phải là chữ số chẵn, nó có một chữ số lẻ. Rồi, như vậy ở bài này á, mình muốn đổi lại là cái số này toàn là chữ số lẻ thì sao? Thì đơn giản thôi các bạn. Chỗ này, cái này chúng ta sửa là chữ lẻ nha. Số n có toàn là chữ số lẻ không? Rồi, chỗ này các bạn sẽ đổi lại là bằng, phép bằng. Rồi bây giờ mình thử. Bây giờ mình sẽ là số 33. Rồi bây giờ số 33, bây giờ mình đang kiểm tra coi nó có tè toàn là số lẻ hay không. Rồi như vậy các bạn thấy là đầu tiên vô là KT là đâu tru nè. Rồi như vậy đầu tiên cái lần lặp thứ nhất á, là chúng ta được số 3, mà các bạn thấy là 3 mod 2 thì bằng không không, nghĩa là 3 mod 2 có là số chẵn hay không. Như vậy chỗ này điều kiện là sai, cho nên là câu if cái phần này không có thực hiện. Chúng ta bớt xuống n, chúng ta còn số 3, n còn số 3, tiếp tục 3 mod cho 2 không có bằng không sai, cho nên tiếp tục n còn không. Thì khi n còn không thì thoát ra câu lệnh while, thoát ra câu lệnh while tới câu lệnh if thì KT vẫn là true, cho nên là in ra đúng, ngược lại ra sai. Bây giờ mình chạy trường hợp thử cho các bạn xem nha. Rồi kiểm tra số nguyên dương có toàn là chữ số lẻ hay không. Bây giờ mình thử nha, mình sẽ nhập 1 3 5 7, đúng, các bạn thấy có toàn là chữ số lẻ không, đúng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập có cái số chẵn vô, 1 2 rồi 3 5 7, in ra sai tại vì có số 2. Đấy, các bạn thấy chương trình chạy rất là chính xác. Rồi như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xác định một cái số nguyên dương là có toàn là chữ số chẵn hoặc là toàn là chữ số lẻ hay không. Ở bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn
cách để kiểm tra một số nguyên dư n có phải là số đối xứng hay không. Rồi, đây là một bài tập rất là hay nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.